Hôm nay Kevin sẽ chia sẻ cho các bạn một câu chuyện như thế nào là bản chất. Nếu bạn hiểu được, bạn sẽ không bao giờ sợ mất chính mình đâu. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ về bản chất mà thôi. Câu chuyện là như thế này. Kevin nhìn thấy một con rắn bị cháy đến gần chết và Kevin quyết định đưa nó ra khỏi ngọn lửa. Thật không may khi Kevin vội vàng làm điều đó, con rắn đã cắn vào tay khiến Kevin vô cùng đau đớn. Kevin buộc phải thả con rắn trở lại ngọn lửa, nhưng Kevin nhìn xung quanh và tìm thấy một thanh gỗ. Kevin dùng nó để đưa con rắn ra khỏi ngọn lửa và đã cứu sống được nó. Trong lúc này đây, Eric đứng ngoài quan sát toàn bộ diễn biến sự việc. Anh ta tới tò mò hỏi Kevin rằng, con rắn lúc này đã cắn anh, tại sao anh vẫn cố gắng để cứu nó? Kevin trả lời, thực ra bản chất tự vệ của con rắn là cắn, nhưng việc đó sẽ không làm thay đổi bản chất của tôi là muốn giúp đỡ nó. Thiếu sót của tôi là không phòng ngừa bản chất của nó. Vậy đó, đừng thay đổi bản chất của bạn, đơn giản vì có ai đó đang cố gắng làm tổn thương bạn. Đừng để mất đi trái tim lương thiện, chân thành tốt đẹp của bạn, nhưng hãy học cách phòng ngừa.